Hi guys, và chào các bạn. Buổi ngày hôm nay thì chúng ta sẽ tiếp tục chữa nội dung của phần reading unit số 26, sách trang 416. Các bạn cùng dở sách ra để chúng ta bắt đầu buổi học ngày hôm nay ạ. Chúng ta cùng nhìn vào phần nội dung của passage 1, phần bài đọc đầu tiên. Ở đây có thể thấy là phần bài đọc này nó là một bảng các thông tin, mà nói chính xác nó là menu của một nhà hàng có tên là Venice Restaurant. Và ở đây thì các bạn thấy là chúng ta có những cái thông tin giống như là trong một cái menu khi mà chúng ta đi vào nhà hàng, cùng có các món như là gì ạ? Starters, tức là gì? Món khai vị. Snacks là món ăn nhẹ. Và những cái phần thông tin mà các bạn thấy được in nghiêng ở trong từng cái mục ở chỗ này thì các bạn cần phải là những thông tin, chắc chắn là sẽ là những thông tin cần phải để ý. Do đó là chúng ta chú ý vào những cái thông tin được in nghiêng ở đây. Main course, tức là món ăn chính. Ở trong tiếng Anh thì các bạn thấy là từ course bình thường thì chúng ta hay hiểu mang ý nghĩa là khóa học, đúng không ạ? Nhưng mà khi mà đưa vào món ăn thì nó sẽ là món ăn course, nó là những cái lần lượt ăn, đúng không ạ? Lượt ăn, và nó là những cái món ăn chính người ta lần lượt đưa lên thì người ta gọi là course. Dessert, món tráng miệng, và cuối cùng nó là nước uống, drink. Thì ở trong phần này chúng ta có hai bài tập. Bài tập đầu tiên, Task 1, chúng ta sẽ cùng xem là những thông tin từ 1 đến 6 ở trong các câu hỏi này là đúng hay là sai, true hay là false. Nên chúng ta sẽ đọc bài, sau đó là xem là những thông tin trong từng câu hỏi đúng hay sai. Chúng ta cùng đi vào câu hỏi đầu tiên. Câu hỏi 1 này. Lunch is served for 2 hours only. Có nghĩa là sao? Bữa trưa được phục vụ, served, được phục vụ chỉ trong 2 giờ đồng hồ thôi. Vậy thì chúng ta cùng nhìn xem là bữa trưa nó nằm ở thông tin bảng nào. Được. Thông tin bảng nào? Thì các bạn thấy là ở đây chúng ta sẽ cùng nhìn từ phần starters trước. Ok. Chúng ta lưu ý nhìn tổng thể cả cái bảng này thì thông tin nằm ở đoạn cuối cùng, cái dòng cuối cùng. Lunch served from 12:30 to 2:30, đúng không ạ? Từ 12 giờ cho đến 2:30, 12:30 đến 2:30. Còn bữa tối thì phục vụ từ 6 giờ đến 9 giờ tối. Vậy thì bữa trưa được phục vụ trong vòng 2 giờ, chỉ có 2 giờ thôi là hoàn toàn chính xác, nên câu này là đúng, true. Câu hỏi số 2 này. Bữa tối bắt đầu vào lúc 2 giờ chiều. Bữa tối bắt đầu vào lúc 2 giờ chiều. Thông tin thì cho là 2 giờ chiều, nhưng như chúng ta vừa nói xong, bữa tối phục vụ từ 6 giờ cho đến 9 giờ tối. Vậy nó bắt đầu từ lúc mấy giờ đấy ạ? 6 giờ, đúng chưa ạ? Do đó chỗ này sẽ là false. Tiếp tục, câu hỏi số 3. Bread and butter comes free with the starters. Bánh mì và bơ thì miễn phí cùng với bữa món khai vị. Bánh mì và bơ là miễn phí cùng với món khai vị. Chúng ta cùng nhìn vào món khai vị. Và ở đây chúng ta có 4 loại món khai vị. Đó là món gì đây ạ? Súp cà chua, tomato soup, súp cà chua này. Súp hành kiểu Pháp, French onion soup, tức là súp hành kiểu Pháp. Tomato salad, salad cà chua, và chicken salad, salad gà. Và mọi món khai vị đều được phục vụ với cái gì đây? Được phục vụ với bread and butter. Mọi món khai vị đều ăn cùng với bánh mì và bơ, và được phục vụ cùng với bánh mì và bơ. Và các bạn thấy là ở đây nó là đúng hay sai ạ? Đều đi cùng có nghĩa là đều được phục vụ cùng có nghĩa là nó là miễn phí, đúng không ạ? Vâng. Thế nên chỗ này với thông tin của câu hỏi số 3 thì nó chính là thông tin đúng, do đó cô để là true. Câu hỏi số 4 này. The snacks are available for lunch and dinner. Snack có trong bữa trưa và bữa tối. Ở đây từ available nó có nghĩa là sẵn có hoặc là sẵn này. Vậy thì ở đây người ta nhìn, các bạn cùng nhìn sang phần snacks xem là có đúng là
phục vụ cả bữa trưa và bữa tối hay không. Ngay trong dòng dưới của từ snack chúng ta có từ lunch time only. Nó có nghĩa là sao? Nó có nghĩa là chỉ phục vụ vào giờ ăn trưa thôi. Thế nên ở đây thông tin của câu hỏi số 4 là sai. Do đó chỗ này sẽ là false. Tiếp tục câu hỏi số 5. Nếu bạn ăn snack, bạn gọi món snack, salad và khoai tây chiên sẽ được tính tiền thêm. Vâng, nếu bạn gọi snack, salad và khoai tây chiên sẽ được tính tiền thêm. Ở đây từ chips các bạn lưu ý cho cô nó là khoai tây chiên. Khoai tây chiên. Cost extra có nghĩa là tốn nhiều hơn thì có nghĩa là tính tiền thêm, đúng chưa ạ? Ở đây chú ý cho cô động từ order. Các bạn vẫn hay dùng cái từ này mang ý nghĩa tiếng Anh đúng không ạ? Hoặc chúng ta hiểu trong tiếng Việt nó có nghĩa là đặt món, gọi món. Chúng ta cùng nhìn vào cái dòng in nghiêng này này. Thông tin để là gì ạ? Mọi món ăn snack, mọi món ăn nhẹ đều có salad và khoai tây chiên phục vụ kèm, có nghĩa là miễn phí đưa kèm. Vậy thì ở đây nó giống như là mọi món khai vị đều có bánh mì và bơ. Thì ở đây mọi món snack, mọi món ăn nhẹ đều có salad và khoai tây chiên đi kèm. Thế thì nếu như mà order snack, bơ và salad và khoai tây chiên là tính tiền thêm là không đúng. Vậy chỗ này vẫn là false. Câu hỏi cuối cùng này. There are three flavors of ice cream. Có 3 hương hoặc là 3 mùi vị, đúng không? Có 3 vị kem. Vậy kem là thuộc vào món gì ạ? Món tráng miệng. Do đó là chúng ta sẽ cùng nhìn xem là có phải là có 3 vị kem hay không. Desserts có những món sau này: salad trái cây và kem. Kem trong đó có sô-cô-la, cà phê và chanh. Vậy thì nhìn vào phần kem này các bạn thấy có 3 cái vị, đó là sô-cô-la, cà phê và chanh. Do đó thông tin của câu hỏi số 6 là hoàn toàn đúng. True. Vâng, vậy đấy là 6 câu hỏi trong bài tập số 1. Chúng ta có câu hỏi thắc mắc gì thì chúng ta cùng comment ở bên dưới và cô sẽ hỗ trợ để giải đáp ạ.